Xin chào các em học sinh, hôm nay thầy sẽ chia nốt cho các em các bài tập ở phần luyện tập giải toán bằng cách lập phương trình. Các em cùng thầy chuyển qua bài toán 48. Bài toán 48 đề bài như sau. Năm ngoái tổng dân số của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B thì tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, dân số của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807.200 người, tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh, đúng không nào? Vậy ở đây họ hỏi là tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh. Vậy thì các em chỉ cần gọi số dân của năm ngoái tỉnh A nó là X. Vậy thì năm ngoái tổng của dân số tỉnh A và B nó là 4 triệu. Vậy thì dân số của tỉnh B sẽ là 4 triệu trừ đi x. Đúng chưa? Như thế chúng ta đã biểu thị được số dân của hai tỉnh A, B trong năm ngoái theo ẩn là x. Vậy thì đến năm nay thì dân số của tỉnh A tăng 1,1%, tức là sẽ là 1,1 chia cho 100 ta nhân với x, nó tăng, thế nên ta sẽ thành dấu cộng. Vậy thì đây chính là số dân năm nay của tỉnh A, tức là x cộng với 1,1 chia 100 nhân với x. Tương tự như thế thì B, tỉnh B của chúng ta tăng 1,2%, vậy thì nó phải cộng với 1,2 chia cho 100 ta nhân với dân số của tỉnh B, nó là 4 triệu trừ x. Vậy thì như thế các em thấy chúng ta đã biểu thị được số dân hai tỉnh A và B trong năm nay theo x. Theo đề bài thì số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807.200 người. Vậy thì các em chỉ cần lấy tổng số dân năm nay của tỉnh A ta trừ đi tỉnh B, đúng không nào? Thì ta sẽ được cái số chênh lệch đó là 807.200 người. X cộng với 1,1 chia cho 100 ta nhân với x, ta trừ đi tỉnh B, nó là 4 triệu trừ đi x. Và đây là 1 cộng với 1,2 chia 100 chẳng hạn. Và đây là thầy đã đặt 4 triệu trừ đi x ra ngoài thành nhân tử chung cho tên gọn lại, đúng không nào? Vậy thì lúc này nó sẽ bằng số chênh lệch chính là 807.200 người. Đến đây các em nhận ra thì đây chính là một phương trình bậc nhất ở x. Và các em sẽ giải như bình thường ra để ta tìm ra x, đúng không nào? Và khi tìm ra x thì có nghĩa là các em đã tính được số dân năm ngoái của hai tỉnh A và B. Như thế thì bài toán này cũng không khó lắm, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần giải trí tiếp. Ở đây thì các em sẽ gọi số dân năm ngoái của tỉnh A nó là x. Đơn vị thì đương nhiên nó là triệu, đúng không nào? Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra được số dân năm ngoái của tỉnh B chính là 4 triệu ta trừ đi x. Tiếp đến thì các em sẽ suy ra được số dân năm nay của tỉnh A thì số dân năm nay của tỉnh A sẽ bằng số dân năm ngoái là x ta cộng thêm với tăng 1,1%, tức là ta cộng với x ta nhân với 1,1%. Tương tự như thế thì các em sẽ tính được số dân năm nay của tỉnh B, nó chính là 4 triệu ta trừ đi x ta cộng với 4 triệu trừ đi x ta nhân với 1,2%, tức là sẽ bằng số dân năm ngoái cộng với số dân tăng trong năm nay, đúng không nào? Vậy thì theo đề bài
thì năm nay tỉnh A vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807.200 người. Vậy thì từ cái điều này thì các em sẽ có được phương trình. Phương trình ở đây chính là x cộng với 1,1 ta chia cho 100 của x, ta cộng với 4 triệu trừ đi x, ta cộng với 4 triệu trừ đi x nhân với 1,2 chia cho 100 sẽ bằng 807.200 người. Rồi bây giờ thì các em sẽ giải phương trình này ra thôi. X với trừ x ở đây là hết đúng không? 1,1 phần của x thì ở đây các em có thể viết nó thành 0,011x chẳng hạn. Đúng chưa nào? Thì thành 1,1%. Ở đây là ta sẽ cộng với 4 triệu. Trừ x thì rút gọn lúc nãy giờ. Vậy thì ở đây ta cộng với 4 triệu chia cho 100 thì ta được là 40.000, 40.000 nhân với 1,2 thì ta được là 48.000. Chia cho 100. Đúng rồi. Ta được 48.000 trừ đi 0,012 của x. Ở phía bên này thì vẫn là 807.200 người. Thế thì đến đây thì các em sẽ thu gọn. Ở đây thì ta thấy 0,011x ta trừ đi 0,012x. Vậy thì ở đây sẽ là 0,001x. Và tất nhiên là nó mang dấu trừ. Sau đó ta lấy 4 triệu ta cộng với 48.000, ta lại trừ đi thằng 807 nữa. 807.200 thì ở đây các số này thì các em có thể bấm máy tính ra. Sau đó thì ở đây ta sẽ cộng được, các em sẽ bấm tính ra thì nó sẽ ra bằng 24.000 gì đấy. Ở về bên này thì sẽ bằng 0. Lúc này thì các em sẽ chuyển về sang. Thì ở đây x của chúng ta các em giải ra nó được là 2.4.000. Và lúc đấy thì dân số của tỉnh A chính là 2,4 triệu người. Dân số tỉnh B thì các em sẽ lấy 4 triệu ta trừ đi 2,4 triệu thì ta sẽ ra được 1,6 triệu. Lúc này thì các em chỉ cần kết luận thôi. Vậy năm ngoái dân số của tỉnh A sẽ là 2,4 triệu và dân số ở tỉnh B năm ngoái chính là 1,6 triệu. 49. Bài toán 49 như sau. Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A. Cạnh AB bằng 3 cm. Lan tính rằng nếu cắt từ miếng bìa đó ra một hình chữ nhật có chiều dài là 2 cm như hình số 5 thì hình chữ nhật ấy có diện tích bằng một nửa diện tích của miếng bìa ban đầu. Họ yêu cầu là tính độ dài cạnh AC của tam giác ABC. Ở đây thầy sẽ vẽ lại. Ở đây thầy sẽ đặt tên, giả sử nó là MNP chẳng hạn.
thì như các em biết đề bài của chúng ta, họ cho biết cạnh AB nó bằng 3 cm và độ dài, tức là chiều dài của hình chữ nhật, nó là 2 cm, đúng chưa nào? Và nhiệm vụ của chúng ta cần phải tính đó là tính độ dài là AC. Và giả thiết cuối cùng chúng ta biết đó là diện tích của hình chữ nhật AMNP nó bằng 1/2 diện tích của tam giác ABC. Thì từ đây các em nhìn thấy bảng cái những cái giả thiết được tóm tắt ở trên bảng, thì các em thấy cái giả thiết diện tích của hình chữ nhật AMNP nó bằng 1/2 diện tích của tam giác ABC chính là cái giả thiết để các em lập phương trình. Vậy thì ở đây AC họ hỏi bằng bao nhiêu? Vậy thì các em sẽ đặt AC đó là x. Khi AC bằng x, ở đây chiều dài của hình chữ nhật AMNP đó là 2 cm, có nghĩa là AM của chúng ta sẽ có độ dài là 2 cm. AC có độ dài là x, vậy thì rõ ràng các em sẽ tính luôn ra được độ dài của thằng MC chính là x trừ 2. Đúng chưa nào? Ở đây thì AMNP nó là hình chữ nhật, vậy thì MN chắc chắn sẽ phải vuông góc với AC. BA thì đương nhiên là vuông góc với AC rồi, lý do là tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Vậy thì có nghĩa là các em sẽ thấy được đó là MN của chúng ta nó sẽ song song với thằng AB. MN nó song song với AB, vậy thì các em có thể áp dụng định lý Thales trong tam giác ABC. Ở đây thì ta sẽ có MN chia cho AB sẽ bằng thằng MC ta chia cho AC. MN chia cho AB thì ta thay độ dài AB vào, độ dài AB chính là 3. Độ dài MC của chúng ta chính là x trừ 2 và AC của chúng ta chính là x. Từ đây các em sẽ suy ra được MN của chúng ta sẽ bằng 3 nhân x trừ 2 trên x. Vậy thì cũng nghĩa là các em đã biểu diễn được cái độ dài MN theo x, đúng không nào? Vậy thì lúc này các em hoàn toàn có thể tính được diện tích hình chữ nhật AMNP nó chính bằng MN ta nhân với AM, tức là sẽ bằng 2 ta nhân với 3 nhân với x trừ 2 trên x. Còn diện tích của tam giác ABC thì nó chính bằng 1/2 của tích hai cạnh góc vuông. Hai cạnh góc vuông ở đây là AB và AC, có độ dài là 3 và x, tức là 3x trừ 2, đúng không? Vậy thì đến đây các em sẽ viết được phương trình đó là diện tích của AMNP bằng 1/2 diện tích của ABC, thì các em sẽ được một phương trình ẩn là x. Các em sẽ giải phương trình này ra và tìm được, tức là ta sẽ tính được AC có độ dài là bao nhiêu. Thế thì ở đây các em sẽ đi sang lời giải chi tiết như sau. Ta gọi độ dài của AC nó là x. Đơn vị ở đây thì đương nhiên x là cm và độ dài thì phải lớn hơn 0. Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra là độ dài của thằng MC nó bằng x trừ 2, đơn vị cũng là cm. Vì MN của chúng ta nó song song với AB. Từ đây các em sẽ áp dụng định lý Thales thì ta sẽ suy ra được tỷ lệ đó là MN ta chia cho AB sẽ bằng với MC ta chia cho AC. Lúc này các em sẽ biến đổi cái tỷ số này bằng cách thay số vào. AB các em sẽ thay bằng 3, MC các em thay bằng x trừ 2, AC các em thay là x. Từ đây các em sẽ suy ra được MN của chúng ta có độ dài theo x đó là 3 x trừ 2 trên x.
Vậy thì lúc này các em hoàn toàn có thể tính được diện tích của tam giác ABC và diện tích của hình chữ nhật. Diện tích của tam giác ABC chính bằng một nửa tích hai cạnh ngang vuông AB tái nhân với AC. Thay số vào đây thì ta thay AB bằng 3, AC bằng x. Vậy diện tích của tam giác ABC là 3x trên 2. Diện tích của hình chữ nhật AMLP. Diện tích hình chữ nhật thì sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài ở đây chúng ta có là 2. Chiều rộng chính là thằng AM đúng không nào? Xin lỗi, chiều rộng chính là thằng MN. MN ở bên trên các em tính được thằng là 3 nhân với x trừ 2 trên x. Và viết gọn lại thì là 6 nhân x trừ 2 trên x. Vậy thì theo đề bài thì diện tích hình chữ nhật bằng một nửa diện tích tấm bìa ban đầu, có nghĩa là diện tích hình chữ nhật nó bằng một nửa của diện tích ABC. Vậy thì lúc đấy các em sẽ lập được phương trình. Phương trình ở đây chính là 6x trừ 2 trên x. Thằng này chính là diện tích của hình chữ nhật, nó bằng một nửa của diện tích tam giác là 7x trên 2. Sau đó các em sẽ biến đổi tương đương phương trình này. Vậy thì ở đây sẽ là 6x trừ 2 trên x sẽ bằng 7x trên 4. Biến đổi tương đương bằng cách nhân chéo đúng không nào? 4 nhân với 6 ta được là 24, nhân với x trừ 2 sẽ bằng 3x nhân x tức là 3x bình. Ta sẽ chuyển hết về một vế 3x bình phương. Ở đây là 24x, vậy thì ta sẽ trừ 24x khi ta chuyển vế. 24 nhân trừ 2 là trừ 48, chuyển vế sang ta được là cộng 48. Các hệ số thì nó cùng chia hết cho 3, vậy thì các em sẽ chia cho 3 trước. Thì ta được 3x bình phương chia cho 3 ta được x bình. Trừ 24 ta chia cho 3 ta được là trừ 8. 48 ta chia 3 ta được cộng 16. Thì x bình phương trừ 8x cộng 16 thì các em thấy nó chính là hàm đẳng thức đúng không nào? 16 chính là 4 bình phương, 8 là 2 lần tích tức là 2 nhân 4 nhân với x. Vậy thì ở đây các em sẽ viết được thành x trừ 4 tất cả bình bằng 0. X trừ 4 tất cả bình phương bằng 0 thì các em sẽ giải ra được đó là x thì bằng 4. Đơn vị thì đương nhiên là cm. X bằng 4 thì nó thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 0 và x của đơn vị là cm, đúng chưa? Vậy thì lúc này các em sẽ kết luận đoạn AC của chúng ta có độ dài chính là bằng 4cm. Như vậy thầy đã chữa xong cho các em toàn bộ các bài tập ở tiết luyện tập giải toán bằng cách lập phương trình. Tiếp sau chúng ta sẽ sang các bài toán về ôn tập trường 3. Hẹn gặp các em trong các video lần tới. Xin chào các em học sinh, thầy là Linh, là giáo viên môn toán tại Học cùng Việt Giáp. Thầy tin rằng những video thầy đang và sẽ làm sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập. Hãy like, subscribe và đồng hành cùng thầy nhé. Thầy sẽ luôn bên cạnh các em.